Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với livestream của GoToLive. Và ngày hôm nay thì Trịnh Hà đang có mặt tại một địa điểm. Đó là địa điểm gì thì chắc là nãy giờ mọi người cũng đã thấy rồi đúng không ạ? VinFast Village. Và ngày hôm nay địa điểm của chúng ta là một địa điểm vô cùng thú vị và có rất là nhiều điều hay ho. Nếu như mà mọi người yêu thích thì mọi người có thể nán lại livestream này cùng với Trịnh Hà để chúng ta có thể khám phá những điều mà ngay sau đây sẽ được bật mí cùng với mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong không gian quán để xem thử bên trong không gian quán sẽ có gì nha mọi người. Hiện tại thì đây sẽ là khu vực mà chúng ta để xe khi mà chúng ta vừa tới quán. Ngay khi mà chúng ta vừa bước vào không gian đầu tiên thôi, chúng ta đã cảm nhận được có một chút gì đó nó khá là cổ kính, khá là thiên nhiên đúng không mọi người? Ngay không gian đầu tiên là Trịnh Hà đã thấy được có một cái background khá là dễ thương để chúng ta có thể sống ảo, có thể check in. Nhưng mà mọi người lưu ý một tí nha, mình tới mình chỉnh chu đồ đó nhưng mà né ra nha. Ví dụ có khách đó mà mình đứng mình vuốt vuốt là khách ngồi này nè nha mọi người. Đây là một cái bàn ở bên trong mà khách có thể ngồi trực tiếp ngay chỗ này được luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong không gian, xem thử là không gian ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những gì. Dạ, hello. À, đây là bạn Nhi. Và ngày hôm nay bạn Nhi sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong livestream ngày hôm nay để cùng khám phá về VinFast Village. Và theo thông tin mà Hà được biết đó Nhi, thì quán của mình thì sẽ có cả là cà phê và sushi đúng không? Đó. Chưa ăn tối là hoạt động từ sáng tới tối. Wow. Vậy thì cái điều thú vị mà livestream ngày hôm nay Trịnh Hà đề cập đến tất cả mọi người đó chính là quán của chúng ta là quán cà phê và sushi. Thường thì sushi sẽ là một cái quán riêng biệt và ít khi nào mà sẽ kết hợp với là một quán cà phê. Nhưng mà không gian ở đây mọi người xem nè, không gian ngày hôm nay của chúng ta là một không gian vừa cà phê và sushi luôn. Và sẽ mở cửa từ sáng đến tối. Bây giờ chắc là có lẽ là chúng ta sẽ khám phá một tí về không gian sân vườn ở đây. Cái này thì buổi sáng mình sẽ có cà phê và thức ăn buổi sáng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây thì mình bước vào một khoa ở đây gọi là thiết quyển. Đây là khu để khách có thể ngồi ăn sáng, cà phê hoặc là thể ngắm buổi sáng mình không có mày cái rèm ở trên này là mình có thể mở ra được. Và không khí ở này thì khá là mát mẻ. Và nếu như buổi sáng chúng ta tới sớm thì không thấy là tuyệt vời. Và tất cả những bắt rau ở này nãy giờ gần như mà Hà thấy á, thì đều có thể sống ảo và check in được luôn. Nếu như mà phân khúc các bạn là những bạn sinh viên giống như Trịnh Hà mà tới để chúng ta có thể thưởng thức cà phê, tới để chúng ta có thể ăn sushi, thì không gian ở đây là một không gian mà Trịnh Hà nghĩ là các bạn sinh viên rồi các bạn mà thích mình đi ăn ngon mà mình sống ảo thì không thể nào bỏ qua được. Rồi bây giờ chắc là nhờ như chúng ta sẽ tiến vào trên không gian quán và giới thiệu Trịnh Hà nhé. Người quen nè mọi người. Quen ở đây. Ủa mà ngày tôi trốn thì mọi người ơi tranh thủ ngày hôm nay là tranh thủ trốn đi để đi ăn một cuối cùng cũng gặp nhau. Đi đâu đây ạ? Ai dạ, trốn đi ăn một mình à mà cũng vẫn gặp à. Và đây là My Trà cũng là sẽ là người bạn sẽ đồng hành trong livestream ngày hôm nay cùng với Trịnh Hà và Nhi. Và ngày hôm nay thì sự xuất hiện khá là đặc biệt khi một cô bé mà cô bé nó đi ăn không rủ ai hết nha mọi người. Và nếu như mà chúng ta có bạn bè thì chúng ta nhớ là rủ chung đi nha mọi người nhá. Địa chỉ của chúng ta là số 7 Đặng Tất, vườn bao nhiêu nhỉ? Vườn Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Nhớ là chúng ta đi là chúng ta phải đi chung, không có đi như My Trà mà đi đánh lẻ một mình nha mọi người. Dạ không nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong. Ok. Bây giờ thì My Trà thì mình sẽ vào bên trong cùng với Nhi để giới thiệu và trải nghiệm bên trong của VinFast Village ha. Hồi nãy giỡn chơi thôi chứ là cái ngày hôm nay biết Trịnh Hà tới đây cho nên chờ đợi Trịnh Hà cả một buổi chiều đó mọi người. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm không gian bên trong ha. Khi mà mới vô trong đây thì cảm giác khá là ấp cúng với cái đèn không gian đèn vàng với lại cái thiết kế trông rất là đặc biệt ha Trịnh Hà. Đó. Bây giờ thì trong thời gian mà mọi người đang nhìn ngắm một tí về không gian quán của mình thì mình chắc xem là mọi người đang xem live stream, mọi người có câu hỏi gì đặt không nha. Và mọi người ơi, nếu như mà chúng ta là những người mà yêu thích ẩm thực sushi thì chúng ta có thể trong live stream này mình thắc mắc gì, mình muốn hỏi gì thì mọi người cứ comment ở bên dưới nha mọi người. Sẽ có một bạn nhân viên rất là dễ thương là bạn Nhi sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc tư vấn tất tần tật tất thảy về đồ ăn sushi. Các bạn hỏi là quán mình rộng không hai bạn ơi thì chắc là nhờ luôn Nhi ha. Sẽ giới thiệu cho mình là cái không gian quán bên trong này chúng ta cũng sẽ đi khám phá hết cái không gian. Là Nhi ơi, mình chỉ có một cái không gian ở đây thôi hả Nhi? Dạ, không gian của mình là chỉ không gian dưới đất và gồm 3 phòng riêng biệt ở đây ạ. 3 phòng riêng biệt.
biệt là khu ở đây và ba khu, đây là khu ở ngoài lộ thiên và ba khu ở trong là một phòng riêng biệt. Nhưng mà anh nói là cái bàn ở này nó khá là lớn này, như thì thường là bàn này sẽ là ngồi làm tiệc, bàn ngồi như thế nào, mình có thể ngồi riêng từng cặp. Livestream ngày hôm nay của chúng ta thì đặc biệt có một cái nữa, đó chính là voucher của Go To Live mọi người nhé. Và khi mà mọi người xem livestream này cùng với Trịnh Hà và My Trà thì mọi người có thể sử dụng ngay cái voucher này. Khi mọi người like và share bài viết về tường với chế độ công khai, mọi người sẽ được giảm thêm 10% trên một hóa đơn nha mọi người. Nhớ nha, chúng ta có voucher của Go To Live nên mình nhớ là mình tranh thủ mình share bài nhé. Đó, như là Trịnh Hà chia sẻ là cứ like và share livestream ngày hôm nay. Không chỉ là giống như nãy Trịnh Hà có nói là chúng ta đi ăn ở đây nên chủ bạn bè đi đúng không? Chúng ta like và share để nhận được voucher sẽ bắt cùng với bạn bè mình tới đây để những cái món ăn đặc biệt tại bên Spa Village ha. Yeah. Và chị Thảo ơi, em đang muốn tiếp lên cái tường có cái gì đặc biệt không? Tại vì khi mình nhìn thấy cái này á, là thực sự như là mình chạy liên tục đến cái những cái ngôi nhà ngày xưa ở ngoài Bắc ấy. Không phải là ngoài Bắc không đâu, mà là tại vì ở dưới quê mà chị thì nhà họ em cũng sẽ xây bằng tường, một là tường như thế này hay là tường của ông. Ừ. Đó nên nhìn cái này thì mình cảm thấy nó rất là cũ, không biết là tại sao quán mình lại có cái thiết kế như vậy. Chiêm ngưỡng bức tranh và mọi người cũng có thể check in sống ảo cùng với background như thế này. Nhưng mà nãy giờ thì mình không gian quán thì mình đi sơ vào không gian lớn rồi đúng không? Thì trước khi mà mình đi vào cái không gian bé thì chắc là mình order cái gì đi ha? Mình order cái gì mình ha? Cũng có bạn ở đây nè, đang hỏi là menu có những gì sẵn hiện đây. Chắc là những giới thiệu cho mình chào với chị Sa. Ngồi ở đây đi ha. Rồi, giờ sẽ nhờ đi mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem menu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những gì. Và theo thông tin của chúng ta được biết thì chúng ta đang ở trong một không gian quán là coffee và sushi. Thì chẳng hạn nghĩ là chắc là coffee và sushi không ạ? Ừ. Tại vì ở đây, đúng không? Đây, các bạn nói là không gian ở đây cảm thấy du dương, chính xác là có nghĩa là mọi người coi qua livestream thôi, mọi người đã cảm nhận được cái sự du dương thư giãn của nó. Mà khi ngồi ở đây mình chào với chị Nam, mới cảm nhận được cái sự mọi người cái không gian đèn vàng như thế này cảm thấy ấm cúng rồi ha. Và cái nhạc nó cứ mở cảm thấy rất là thư giãn đó mọi người. Đó, rất là relax đấy, khi mà vừa ăn và có không gian thư giãn như thế này thì rất là ok. Chắc là mình đi ăn mới gọi là nó là đồ sushi là tụi mình được nhược đúng không? Ừ. Nhưng mà cái không gian quán của mình rất là ấm cúng và rất là gần gũi, nó dường như là cái gia đình đấy, một gia đình mái ấm. Chính xác, đúng chính xác, là cho mình cái không khí gia đình này đó. Đó bây giờ thì mình sẽ chọn món này mọi người. Đây, đây là menu của mình. Ồ, ở đây thì có mình có set nè. Rồi, bên này thì bắt đầu có sashimi. Đó, mì chà. Trưng của Nhật Bản đây. Đây là những món best seller hả Nhi ơi? Dạ đúng rồi. À. Ồ, bò stick hay bò xương. À vậy thì mình ăn cái gì mà mình cái này là cái phần này là phần sashimi gì vậy như nhỉ? À. Là tất cả các loại cá sống. Ồ. Mì chà có thích ăn cái này không? Ok, chị thấy hay là lỡ tới đây rồi mình thử cái món cặp cặp sẽ có thử được nhiều cái loại sushi của quán đi. Dạ rồi. Vậy thì Nhi cho anh một phần này nha. Rồi, còn ở này thì sẽ có rất là nhiều phần này mọi người, ví dụ sashimi bạch tuộc, rồi sashimi cá chích ép cá trứng nè. À cá chích ép trứng. À cá chích. Trời ép đất trứng. Ơi, okay. Rồi sashimi ốc bò. Ốc đỏ, ốc đỏ. Ốc cái này thì khá là nổi tiếng này, tại vì thấy mọi người ăn rất là nhiều về cái phần này. Dạ rồi.
Sơ thi mì cá hồi là quá quen thuộc chắc rồi. Chắn, chắc chắn là phải có. Quá quen thuộc rồi. Còn bên này là phần có cơm nè. Vậy là ví dụ như là mình tới mình ăn sáng đồ á, mì trà ăn sáng ăn trưa, tại vì quán của mình sẽ làm mở từ sáng sớm cho tới 10 giờ đêm, thì mình tới mình có thể ăn một phần như thế này, sau rồi mình uống một tách cà phê. Với lại những cái phần như thế này dành cho những ai mà có thực đơn ăn kiêng á mì trà. Ừ, tại vì thực ra thì thấy là đồ ăn rất là tươi sống, mà đặc biệt là cái này thì chị nghĩ là cái phù mức hợp giá là mình ăn vào buổi trưa, và đặc biệt là cái mức giá cũng khá là phù hợp để mình ăn buổi trưa hoặc là buổi sáng luôn vẫn ok ha. 69-79 ngàn thì cũng là quá rẻ dành cho những ai ăn heo thì. Ở bên này thì còn rất là nhiều món này mọi người. Đó cũng đây. Có bún này, các thứ, có mì, có bún cho mình nữa nè. Cho mình ăn sáng cũng rất là ok ha mọi người. Mì trà xem thử là mọi người đang comment gì nè. Cá hồi nhìn ngon vậy. Có xét cá thuyền như trên bay không ạ? Đó cái xét cá mình mới order đó. Đúng không? Mì trà với chị Hà vừa order là xét cá thuyền đó mọi người, chút xíu nữa mọi người có thể thấy xét cá thuyền ha. Mình mới vừa một trang rất là healthy, thì trang bên này rất là chiên, rất là giàu, dành cho những bạn mà các bạn thích ăn đồ chiên giống như là chị Hà lúc trước nha. Tại bây giờ chị Hà mập quá nên chị Hà hạn chế ăn mấy cái này, nhưng mà thật sự ai mà đã thích ăn mấy cái này thì không thể nào cưỡng lại được, giống như mì trà đúng không? Mì trà cực kỳ thích những cái món mà chiên như thế này á mọi người, rất là hấp dẫn luôn á, nhưng mà kiểu như là mình cũng hạn chế ăn vừa phải thôi để mà mình giữ cân nặng á. Còn rất là nhiều món bên đây thì là dạng như là các món có rau thì nhiều hơn. Có hàu sống. Có một bạn cũng hỏi là ở đây có hàu không? Đây có hàu sống cho bạn đây ha. Chắc chắn là sẽ có, tại vì những quán Nhật thì thường sẽ phải có hàu rồi. Dạ rồi, bên cạnh đó bây giờ chúng ta cái này là set nữa này, set VIP này. Tại thường mấy cái set này mọi người order nhiều không như ơi? Thường là mình muốn ăn nhiều để mình trải nghiệm thì order những set như thế này. Xong rồi thì có bạn hỏi là sắp tới sinh nhật thì có thể đặt tiệc tầm 10 người thì giá như thế nào? Chắc là tùy hả? Mình đặt tiệc thì sẽ được ưu đãi giảm giá của nhà hàng. Nếu mà gọi số hotline để mình có thể order hoặc đặt bàn trước. Có nghĩa là mình cứ đặt bàn trước là có nghĩa là sẽ có sự ưu đãi cho mình đúng không? Cho order một phần cơm lương cuộn, rất là thích ăn cơm lương. Đúng là chị em chúng mình rất là hiểu ý hợp nhau hả? Hợp nhau hả? Rồi lúc nãy là như nó là món steak, là món bò bên mình cũng khá là nổi đúng không ta? Rất là best seller. Đây là cơm lương cuộn nha mọi người, là cũng là một trong những món được rất nhiều khách hàng thích đầu quán. Rồi, đói quá đi, đợi tí Hà order xong rồi mình vào mình ăn ngay nha mọi người. Mình ăn bằng mắt cùng với chị Hà cũng cảm thấy ngon và no nữa. Rồi, bên cạnh đó thì còn rất là nhiều món cơm cuộn này. Có cái này là salad hay gì? Các bạn đang khen là nhìn rất là đẹp mắt và đặc biệt là đúng thích rồi. cái mức giá khá là ok. Nãy giờ thì thấy dao động là trong vòng khoảng là 100 mấy là mình đã có một món rồi, thì nó khá là đẹp. Có những món dưới 100 mấy, khoảng 60-70 là có một món ăn trưa cho mình rồi đó mọi người. Còn cái phần stack nó nằm ở đâu vậy nhỉ? Cái này nó nhiều món quá mọi người, thật sự là mọi người phải tới mọi người trải nghiệm. Đây bên này đúng không ta? Bên đây là phần nước rồi, stack rồi đây. Cái này là bò bít tết hả em? Dạ bò bít tết là Vậy cho anh một phần này nhé. Ok, vậy là mình có hai món, ba món best seller tại quán. Đó, mọi người cùng thưởng thức ba món best seller tại quán. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục khám phá không gian tại quán mọi người nhé. Trong thời gian mình chờ đợi cho đầu bếp sẽ làm các món ăn lên thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tiếp cái không gian ngày hôm nay ha. Đó, như vậy là như hồi nãy trong này sẽ... thì khi mà tới thì hỏi thì Nhi có nói là cái phòng đó là cái phòng giống như là phòng bình thường thôi. Nếu như mà các bạn đi một nhóm bạn, các bạn đặt trước thì các bạn vẫn có thể book cái phòng đó và nó không có tăng giá gì hết trơn, nên là không gian riêng tư luôn, nhưng mà giá thì vẫn như vậy. Không tăng giá mình như có ưu đãi đúng không? Nếu các bạn trước đúng không Nhi? Đó, có nghĩa là nếu như các bạn có đặt trước phòng tại đây thì có nghĩa là các bạn sẽ được ưu đãi với mức giá tốt hơn ha. Không gian bên trong này đẹp quá mọi người. Bên trong này. Nhưng mà cái này mình vào mình phải tháo giày đúng không Nhi? Chúng ta có một cái nơi để mà mình ngồi xem là cái background tháo giày thôi mà mọi người có thể sống check in được. Check in sống nó rất là vintage nha mọi người. Thật sự không gian từ đầu tới cuối một cái mà mình mê là không gian, thật sự rất là relax khi mà mình bước chân vào, với lại là Vinpearl nó không gian là cực kỳ là lạ mắt và cho mình cái mà cái không khí ở đây á, đúng là thoải mái. Thư giãn. Thường á mình đi ăn thì cái gì mà mình đánh vào cái sự thoải mái trước thì nó vẫn là ok nhất.
nếu như mình đi ăn mình muốn thư giãn cùng với gia đình, tới một quán quá đông quá ồn ào thì cũng chả thích mấy đúng không? Đúng rồi. Cũng không được thưởng thức ngon miệng được. Đây là một cái không gian rất là hoàn hảo để khi mình cùng đi với bạn bè hay cả gia đình hay là tổ chức party thi thì cũng các rất là ok ha. Các bạn mà muốn đi tìm gia đình thì Trịnh Hà nghĩ là các bạn nên chọn không gian như thế, biên pha như thế này. Địa chỉ của mình là số 7 Đặng Tất, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, cái này là mình đặt chân xuống luôn rồi. Dạ đúng rồi, ngồi bỏ chân xuống. Khu vực này được gọi là Kỳ Đài, đây là một trong những khu vực mà độ yêu thích nhất của biên pha đó. Rất là đẹp mọi người, Kỳ Đài. Dạ vâng, Kỳ Đài. Ủa tại sao nó lại tên là Kỳ Đài vậy? Chị cũng đang thắc mắc đó. Tại vì nó là một cái bậc của phía trên so với những cái này mà nó được xây dựng khác. Nó giống như là một cái gian phòng của vua chúa hồi xưa chị thấy không? Rất là sang trọng. Nó đẹp hơn. Đúng rồi, rất là lạ khi mình ngồi một cái chân tiến này mọi người. Đây cái bên là đi couple được nè mọi người, nhưng mà em sẽ chọn ngồi ở đây. Nhưng mà mình khám phá một tí cái không gian couple bên này. Tại vì lúc nãy mình vào á, em đứng em soi gương chị. Em đứng em soi gương mình lỡ mà có khách ngồi lú cái đầu ra chị. Là rất là dễ. Ở đây thì sẽ là cho hai người couple ngồi đây có thể ngắm đường phố bên ngoài. Đây, ngồi đúng theo kiểu của người Nhật. Người Nhật là người Nhật. Không, cái này chế là chế là chế là chế là không gian thực sự rất là đẹp. Và tí nữa lên món thì chắc là em nhờ anh nhờ là mình set up bên này giúp thầy nhé. Trong đây còn cảm thấy là ấm cúng hơn ở bên ngoài nữa đó chị Hà. Nhưng mà không gian thật sự là đẹp quá mọi người ơi. Mình check comment coi thử có ai khen không gian giúp Trịnh Hà không. Tại vì thật sự là không gian của mình rất là đẹp. Rất là chỉnh chu, rất là chi tiết luôn. Anh cho em bắt cái này có rất là nhiều bạn đang hỏi tinh tế á, mọi người rất là tinh tế tới mức mà cái máy lạnh đó mọi người sẽ để một cái rèm như thế này tránh việc phà hơi lạnh trực tiếp vào khách, rất là tinh tế, rất là sắc sảo luôn. Không biết là đúng hay không nhưng mà theo em là vậy. Đúng không Duy? Đúng, đúng, đúng rồi. Đó thấy chưa, rất là tinh tế trong cái việc mà mình sắp xếp tất cả mọi thứ ở đây. Mà chị cũng rất là thích cái cách bài trí ở đây á, và các thứ vật dụng mà các bạn dùng để bài trí cũng cảm thấy rất là phù hợp với không gian, rất là nguyên đẹp á, rất là dễ thương ha, nhà nhỏ thôi nhưng mà rất là xinh. Thủ công hết à, tất cả đều là thủ công hết nha mọi người, tất cả công bằng tay hết. Ví dụ hồi trước giờ là có ai đã đến quán mình để chụp hình hay cái gì không? Dạ, rất là nhiều người đến quán chụp hình, rất là thích em sống ảo rồi, người khá là thích những người. Thật sự nếu như mà cái này thì không gian này mà làm phim hay là các cặp đôi mà chụp ảnh cưới tới thì chụp cũng rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Vậy là ngày hôm nay chị Hà với Trà Công chị giới thiệu cho các bạn một cái quán ăn ngon mà còn là một cái điểm check-in mới tại Sài Gòn nữa ha. À, ngon hay không thì bây giờ mình đợi món ra mình thưởng thức. Bây giờ thì mình giao lưu với mọi người một tí xem là mọi người có các bạn kêu là đang đợi đồ ăn nè. À, các bạn gắng đợi một chút xíu để nha, chúng ta sẽ có đồ ăn và trải nghiệm của Mi Trà và Trịnh Hà luôn ha. Đó. Và nhớ là chúng ta sẽ có một chiếc voucher nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ có một cái voucher khi mà các bạn like và share livestream ngày hôm nay. Cái voucher của mình là sẽ giảm 10% cho hóa đơn của chúng ta và thời gian của nó từ ngày 8 tháng 10 đến hết tháng 11 luôn nha mọi người. Áp dụng trong vòng 1 tháng nha mọi người. Và đây, chúng ta sẽ chỉ cần giúp em để em bật cái fanpage của BinFan để cho mọi người xem thử. Đúng rồi. Mọi người đang hỏi là hỏi fanpage và đặc biệt là có đặt món ăn trên app được không ha Nhi ha? Các bạn đang hỏi ở đây. Dạ, bên mình thì có hỗ trợ qua những ứng dụng như là Grab hay là Gojek thì mình hay đặt những đó để order về nhà. Nếu mà mình đến đây ăn thì mình có thể gọi số hotline và inbox trực tiếp cho fanpage. Ok, như vậy là có thể đặt trên app được nha bạn nha. Rất là tiện lợi. Mình vẫn có trên app đó. Là có trên những cái app gì vậy ta? Dạ, mình sẽ có Grab cũng như là Gojek. Grab và Gojek? Dạ, mình sẽ order về nhà. Đây mọi người, còn đây là fanpage của BinFa Village. Đây, địa chỉ đó mọi người, số 7 Đặng Tất, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Ở dưới này nè mọi người sẽ cập nhật rất là nhiều những cái món ăn, những cái không gian. Trời ơi, thật sự là nhìn vào này là mình đói bụng lắm luôn á mọi người xem nè. Đây là cái bàn tiệc lớn lúc nãy nè, đó để mình đãi tiệc đó mọi người. Trời ơi, xuất sắc chưa mọi người xem nè. Nhìn hình thôi là đã thấy nước nước miếng rồi đó mọi người ơi, rất là hấp dẫn. Không thể cưỡng lại được với một bức ảnh như thế này mọi người xem nè. Đó, tí nữa thì chúng ta cũng sẽ thưởng thức. Cái này là hình thôi nha mọi người, ở trên này sẽ cập nhật gần như là hết những cái thông tin cũng như là món ăn ở trên này rồi. Nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta cứ truy cập trực tiếp vào fanpage mọi người nhé. Không cần phải tìm đâu, fanpage đã có mặt ngay trong livestream rồi mọi người ơi. Fanpage đã vào comment cùng với livestream. Mọi người cứ chắc là nhầm tí nữa mình ghi cái comment của fanpage lên để mọi người có thể theo dõi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi món ăn và bắt đầu thưởng thức món ăn của BinFa xem nữa là có gì đặc biệt mà nó có ngon hay không. Nhưng mà cái này mình ngồi nó có thú vị gì không nhỉ? Ây, nó con đá. Con đá. Cái này là có cái gì ta? Có
cái gì nè Nhi ơi, cái này là cái gì nhỉ? Cái đó là phần đốt nhang mũi. À, đốt nhang mũi. Ồ, rất là chủ đáo nhỉ. Cái này nó có massage gì không nhỉ? Mọi người sẽ ở dưới nó có một bàn đá. Nó đẹp từng chi tiết, từng cái vật dụng bé bé như thế này luôn này mọi người. Cái này là nước tương đúng không Nhi? Dạ đúng rồi. Đó mọi người xem nè. Dụng rất là nhỏ nhưng mà rất là xinh xắn mọi người. Nó đơn giản thôi nhưng cực kỳ là dễ thương và rất là phù hợp với không gian ở đây. Mọi người tưởng tượng ví dụ như mình tới không gian như thế này, mình ăn một phần ăn chắc khoảng là tầm vài chục thôi, 70-80, sau đó mình có một phần nước. À, nhắc tới phần nước mọi người nhớ Nhi chắc là cho anh xin lại cái menu để giới thiệu cho mọi người về những cái phần nước ở bên mình. Tại vì mình làm cà phê và sushi thì chắc chắn là phải có nước rồi. Các bạn ở đây cũng đang hỏi mình giới thiệu nước. Nước rửa tay nè mọi người. Có nước nhưng mà cái này nước rửa tay rất là chu đáo hơn là trên một cái bàn như vậy. À, gần như là mọi người tất cả các bàn luôn, cứ mỗi bàn như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bình nước rửa tay như thế này nè. Đó để chúng ta vệ sinh trước và sau khi ăn rất là tiện lợi. Đó, sẵn tiện hai chị em mình phải rửa tay trước khi ăn đi. Đó, cho nên là quán cực kỳ là chu đáo từng cái chi tiết nhỏ. Rồi, menu vào rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người. Tiên đó là đồ uống đóng chai. Mi trẻ bây giờ biết một cái chai nước đóng chai giá bao nhiêu không Mi trẻ? Bình thường nha, đi ăn ở các quán khác là nước đóng chai thôi cũng cao lắm nha. Ở đây thì mọi người một cái không gian quán như vậy mà chỉ có 19.000 cho một chai thôi. Bất ngờ rất là nha, rẻ người, luôn cực thật kỳ sự. Bất ngờ tại vì là Mi trẻ cũng đi ăn rất là nhiều nhà hàng ở Sài Gòn thì giá của nước đóng chai là cực kỳ cao nha. Dạ. Mức giá 19.000 là rất là đặc biệt nha. À, tại vì phải rất là nhiều thuế về thuế dịch vụ nè, rồi không gian quán, rồi nhân viên, rất rất là nhiều chi phí. Nhưng mà cái mức giá như thế này phải gọi là quá rẻ. Ở đây có nước ép, có soda, có trà hoa nè, trà đào, rồi có cà phê cho mọi người buổi sáng nè, có bia dành cho các bạn mà đi tiệc, rồi rượu Nhật, rượu vang. Đó, ai mà muốn rượu thì vẫn có rượu cho mọi người luôn. Rồi có cả trà đạo Nhật nữa đúng không? Của Nhật nữa. Em như cái trà đảo á là mình tới này là khách sẽ tự làm hết hay là dạ có em trà đảo nếu mà khách muốn tự pha thì mình sẽ để cho mọi người tự pha, còn không thì bên em sẽ pha cho mọi người. Đó, ai mà yêu thích trà đảo thì mọi người có thể đến đây để mọi người thưởng thức trà đảo được luôn. Tại vì Hà thấy ở đây một bình trà đảo cũng chỉ là 149.000 thôi. Cái trà đảo này là đơn hay là đôi vậy? Dạ trà đảo này là một bình bự để mình có thể tắt nhiều ly ở trong ngày, đem bao nhiêu mình bao nhiêu ly. Dạ thì cái mức giá như thế này thì rất là rẻ nè mọi người. 149.000 thôi, cái mức giá rất là hợp lý luôn. Đó. Rồi, chúng ta đã vừa lên được một món nha mọi người. Đầu tiên, sashimi. Cái này chị tạm gọi cái tên chính xác của nó là gì chị không nhớ được, nhưng mà có vẻ ở đây là rất nhiều các món cá trong đây gọi như giống như thập cẩm vậy ha. Rồi, sashimi. Đó, mọi người nhìn thôi là thấy bắt mắt rồi, những cái món ăn của Nhật á mọi người là nó rất là nhiều màu sắc. Đó, khi mình nhìn thôi là đã thấy thu hút và rất là muốn ăn rồi. Đó, rất hấp dẫn. Đây, bây giờ sẽ quay cận cho mọi người thấy rõ hơn về cái món. Nhi có thể giới thiệu giúp mọi người là ở trên này sẽ có những cái phần gì không Nhi? Dạ, bên đây là mình sẽ có cá hồi, cá gừng, cá chích ít trứng, ốc đỏ, sò điệp. Ốc đỏ đây ha. Đúng rồi, sò điệp và những cái món xung quanh như là rau. Cái này là rong nho. Còn cái này là cái gì Nhi? Cái này là trứng cá hồi. Trứng cá. Wow, trứng cá hồi. Cái này là wasabi. Wasabi. À, cái này là gừng đúng không ta? Dạ đúng rồi. Ở đây có nhiều món ở trong đây, nhiều món cá ở trong đây để cho mình có thể thưởng thức. Rồi bây giờ chắc là mình thưởng thức cái này trước luôn đi ha, trong thời gian mình đợi. Chắc là mời Nhi cùng ngồi với lại là Hà với Mi Trà luôn nha. Cái này thì chắc là nhờ bạn nói thêm một cái gì đó, một đồ dùng chung luôn nha. Dùng chung với lại Hà với Mi Trà luôn. Đó mọi người, đây chắc là cho mọi người xem rõ hơn về từng cái miếng như thế này. Cái này là cái đây nè mọi người, đó mọi người xem nè. Rất là hấp dẫn hay rất là tươi luôn á. Như đi chị ơi, cái này là cái cá này là cá gì ta, chị có thể giới thiệu lại cái này là cá chích đúng không chị? Cá chích đó, cái này là cá chích nè mọi người. Đó rồi bây giờ mình sẽ đổi sang một cái khác này. Một cái màu đỏ đỏ này là cái gì nhỉ?
chắc chị nghĩ cũng là cá hồ nhưng mà không. Cái này là cái gì bạn Nhi nhỉ? Dạ, cái này là cá người rồi. Cá người. Cá ngừ chứ ha, cá ngừ. Cá ngừ. Còn cái này là cá chích ép trứng nè. Đấy, cá chích ép trứng nè mọi người. Cái set này hồi nãy mình đã đem lên một phần này là bao nhiêu? Rồi, cái này là một cái mà thật sự rất là ngon, rất là thích, Trình Hà rất là thích cái này. Đấy, còn cái món mới vừa mới lên của mình. Mới lên đây. Đây, chuyển qua cho mọi người xem món mới. Qua đây cho mọi người xem để cái món mới mình dễ hơn nha. Đây là cái món mình chạy cực kỳ thích. Đấy, trong thì đó, bây giờ thì Trịnh Hà, đây anh xin phép anh lấy nước tương cho đây Nhi. Đây là món cơm lương cuộn nha mọi người. Đó, đây cũng là một trong ba cái món best seller của quán Nhi, giới thiệu một chút xíu về cái món ăn này cho mọi người có thể hiểu rõ hơn nha. Dạ, thì ở đây là mình sẽ bọc ở ngoài nước cơm và bên trong là rau củ quả. Trên sẽ là một lớp lương cũng những chấm. Cái lương này là mình cường. Ok cường. Rồi cái lương này là mình đã chiên lên hay có sơ chế như thế nào? Đã nướng lên rồi. À nướng lên rồi đúng không? Nhìn cái màu sắc rất là hấp dẫn. Nhìn là thấy hấp dẫn và rất là thơm á Trịnh Hà. Em có ngửi thấy mùi thơm không? Em nghe được mùi thơm rất rõ. Sốt á, nó quét lên đây nè là cảm thấy cực kỳ thơm nha. Rồi chắc là bây giờ là mời Nhi với lại Mika dùng bữa luôn ha. Để mọi người được thưởng thức qua màn ảnh luôn rồi. Rồi cái này là cho mời Nhi trước nè. Đó, cô gái xinh xắn của mình. Đấy rồi, thế đây là mi chè. Chị Hà, hôm nay chúng ta có một chàng trai thôi nên rất là ga lăng. Cái này thì Nhi mình có ăn kèm với gừng nữa không ta? Dạ, mình có ăn kèm với gừng. Đây, thì anh sẽ lấy cho Nhi ăn nhiều không? Dạ, đây, mọi người đây nè. Đó, mọi người xem nè. Đấy, nó sẽ ăn kèm như vậy. Lấy cho mi chè rồi, nè. Rồi, khi mà mình bỏ cái gừng vô thì ăn chắc là nó sẽ giúp nó sẽ tạo đến hương vị nó hài hòa hơn. Ừ, ok. Sẽ đặt làm cho cái món ăn cái hương vị nó ngon hơn đúng không? Nó đậm vị hơn. Ok. Rồi, bây giờ mời mọi người thưởng thức ha. Rồi, mời cả nhà nhé. Thật sự cái cá nó rất là ngon. Cái cơm của mình nó dẻo. Và nhưng mà nó rất là mềm, nó rất là dẻo chứ không phải là nó một số chỗ Hà ăn á thì thấy cái cơm của nó một là bị khô và nó bị rời. Cho dù là họ một là dẻo quá, hai là nó bị khô, còn ở đây là nó vừa đủ cái độ mềm của cơm. Là con cá của mình rất là mềm, rất là thơm. Ăn vào nó không có bị vỡ cái thịt đó. Chính xác là cái thịt lươn rất là chắc. Mà chị rất là thích là bởi vì là mọi người nêm cái gia vị rất là vừa phải nó. Và cái thường ở những lươn hay là cá gì đó nó dễ tanh, nhưng mà ăn ở đây cùng với cái miếng gừng nữa thì không hề có mùi tanh gì của lươn hết, mà cái mùi rất là thơm và rất là dễ ăn nha mọi người. Và đặc biệt là cái nước sốt nó rất là ngon. Cái nước sốt rất ngon ở chỗ cái nước sốt. Một phần như thế này lúc nãy là bao nhiêu như nhỉ? Không nhớ không ta? 200.000 một phần như thế này là mình được là khoảng là 8 miếng thì tính ra là giá không cao, cũng một cái giá cũng ổn như mọi người. 200.000 cho một cái dĩa cơm lươn cuộn như thế này. Mọi người hỏi là có cay không? À không cay nha mọi người, cái vị nó là vị bình thường thôi, rất là dễ ăn đấy. Nhưng mà mọi người muốn ăn đậm hơn chút xíu có thể thêm nước tương ha. Rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ thưởng thức. Lên món trước mới, khi mình lên thưởng món thức mới. Mình có một cái món nữa mình giới thiệu sẵn, mình giới thiệu luôn đi. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đó, món này là món bò bít tết của Nhật Bản. Dạ. Là best seller bên em thì được gia công bởi người Nhật, người Nhật. Có kinh nghiệm bên Nhật 30 năm rồi. 30 năm là cái bò này. Tại vì cái kinh nghiệm của cái người làm. Nhưng mà cái nó sẽ có một cái sự khác biệt giữa bít tết của Nhật Bản và các nước khác. Tại vì có một lần anh xem được một cái video nó so sánh cái sự khác biệt. Không biết là cái này thì mình như có cái kiến thức gì về cái này không ta? Có thể giới thiệu cho mọi người. Nếu mà bên bò của mình thì thịt nó sẽ ngon và dai hơn so với giống bò ở bên ngoài. Và thịt nó sẽ săn chắc hơn khi mà mình ăn cùng với những cái nước chấm như là sốt và mình chiên lên thì nó sẽ rất là ngon lành. Nói chung là thịt chắc, dai hơn và sẽ ngọt thịt hơn kiểu vậy ha. Đấy, mọi người xem đó. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ thưởng thức cái wasabi trước khi mà mình đến với món bò ha mọi người. Đây, bây giờ mọi người cùng thưởng thức wasabi nè. Sashimi. Sashimi. Còn wasabi là cái này. Wasabi là cái này. Sashimi. Ok.
chắc là mình sẽ phải thêm một chút xíu wasabi vô đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này thì chắc là mọi Nhi với lại My Trà thích ăn gì thì tự ăn ha. Ừ, rồi, okay. Hà định thích ăn cái này nhất nè mọi người. Đây, cho mọi người xem Hà sẽ lấy một ít wasabi vô này. Trà sẽ cho một ít cái wasabi trực tiếp vô cái sẽ cho lên này luôn. Đó, wasabi. Một miếng gừng. Đây. Rồi, Trà sẽ chấm nó về lại nước tương nha mọi người. Bây giờ thì thưởng thức nè. Mà xem nè. Xem là để chờ đợi cái cảm nhận của Trịnh Hà. Nhìn Trịnh Hà ăn với Trà cũng không kìm được lòng mọi người. Bởi vì là ngồi trực tiếp ở đây nên đồ ăn nó đang ở trước mặt mình đó là bị hấp dẫn lắm mọi người. Đó à, đang chờ đợi để xem, mọi người cũng đang rất là chờ đợi để xem cảm nhận của Trịnh Hà khi mà ăn cái ăn đầu tiên của cái sashimi. Nó rất là tươi, nó rất là ngọt và cái thịt nó dai, nó chắc. Mình ăn kèm với thật sự là ai mà biết ăn ăn sashimi như thế này thì wasabi và gừng là một cái yếu tố mà nó xúc tác rất là nhiều trong cái khẩu vị ăn của mình. Nhưng mà ở này thì nó cái gừng của mình rất là ngon và cái wasabi của mình nó cũng rất là ngon nữa. Thịt thì khỏi phải bàn rồi. Nếu như mọi người muốn thưởng thức thì phải ghé đến số 7 Đặng Tất, phường Tân Định, quận Nhất để mình thưởng thức ngay một phần như thế này mọi người nhé. Còn My Trà thì sẽ thưởng thức cái Trịnh Hà giúp mình đây một miếng cá hồi đó đặc trưng sashimi lúc nào cũng sẽ phải ăn cá hồi, cho nên là My Trà sẽ thưởng thức cá hồi ha. Bây giờ cũng cho một miếng gừng nhỏ vô đây để làm dậy mùi lên đó. Và hồi nãy thì My Trà đã có bỏ cái wasabi vào trong cái nước tương của mình rồi, thì bây giờ My Trà sẽ chấm ha và ăn xem là hồi nãy đây xem cái mùi vị như thế nào. Mọi người kêu là My Trà ăn đi ăn tiếp đi nào. Rồi cái này là chắc là mình mời Nhi ăn chung đó ha. Nhi thích ăn gì thì Nhi cứ gấp thôi, đừng cứ ngại. Nhi chạy cho thưởng thức đi, Trịnh Hà sẽ tiếp tục thưởng thức một miếng bạch tuộc. Mời nhìn mình Nhi nè, ăn bạch tuộc nhé. Rồi, cảm ơn mình rất nhiều. Cái thịt cá hồi rất là chắc nha, nhai rất là chắc thịt và rất là thơm. Và cảm giác là nó tươi á Trịnh Hà, cảm giác nó tươi và ăn và cảm giác trời thích thích quá mọi người. Có nghĩa là My Trà là một người cũng khá là hay ăn đồ Nhật, nhưng mà đây là cái quán ăn đầu tiên My Trà cảm thấy là cái cá hồi ở đây là rất ok ha. Ăn cùng và đặc biệt là khi mọi người ăn kèm thêm với cái miếng gừng này nè, nó sẽ giúp cân bằng cái vị của cá hồi và kiểu như là mình sẽ khử luôn cái mùi và sẽ giúp cái món ăn của mình nó thơm hơn và dậy cái mùi hơn đó và đậm vị hơn đó. Và chấm cùng với, nhớ là mọi người hãy cho một chút xíu wasabi vào trong cái chấm của mình thì sẽ ra một hương vị rất là đặc biệt. Và nói chung là rất là thích, My Trà rất thích. Chắc phải ăn tiếp My Trà ăn bò nữa đi, My Trà cho okay. Mình My Trà sẽ thử bò. Đây, trong cái phần bò chúng ta sẽ có thêm một cái phần salad nữa để chúng ta ăn kèm cho nó đỡ ngán nha mọi người. Thì này mọi người có thể thấy là miếng bò mình nè, đó sống sánh như thế này trông rất là hấp dẫn. My Trà sẽ chấm vào cái miếng nước chấm như thế này. Nhi ơi, mọi người hỏi là bữa trưa của mình á Nhi, là mình có mì hay là có cơm gì không ta? Dạ, có cơm. Mình có mì udon bò, mình cũng có mì chua, có những sashimi hoặc là cơm, những nhiều sức cơm, ví dụ như là cơm cá, cơm bò, cơm như này nọ. Trịnh Hà ơi, Trịnh Hà ăn thử cái bò đi, rất là ngon luôn á. Cái vị là nó thịt bò ăn rất là mềm nha, vị rất vừa phải. Và cái nước sốt chấm vô á là thơm và rất là dậy mùi của cái bò của mình. Ăn thử đi, sẽ thấy được cái cảm nhận My Trà đang như thế nào. Bò cực kỳ ngon nha mọi người, rất là mềm thịt. Chỗ cái này là đang nướng vậy như chắc là medium á, cũng không phải là tái quá nhưng mà vừa phải để bò nó không bị dai á, mà rất là mềm, ăn cắn cái đâu kiểu như là hương vị nó ngập tràn ở trong miệng của mình vậy. Cái bò nó rất là mềm luôn á Nhi. Lúc nãy là thực sự là nhai vào á, nhai tới đâu là cái miếng bò của mình nó tứa nước ra tới đó luôn á. Và cái vị sốt ở đây nó rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu, nó không có bị là quá đậm. Nhưng mà mình ăn mình cảm thấy là nó vừa đủ và cái bò nó quá mềm, quá ngon luôn thật sự. Nếu như mà mọi người muốn thưởng thức hả? Phải ghé liền thôi, thật sự là cái dispatch ở đây nó rất là ngon. Yeah. Ninfa Village, địa chỉ là số 7 Đặng Tất, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Thử xong ba món mới thấy là lý do tại sao mà nó là ba món best seller của quán. Thực sự là cái vị nó rất là vừa phải.
rất là dễ chịu ha, để cho mà ngay cả My Trà nghĩ là ngay cả những người mà không quen ăn đồ Nhật, không quen ăn đồ sống á, thì vẫn có thể ăn một cách dễ dàng được, tại vì cái hương vị của nó rất là vừa phải và dễ chịu. Đó, cho nên chị Hà hiện tại thì không kiềm hãm, không kiềm chế được và ăn liên tục mọi người, tại vì nó rất là ngon. cái răm nho này nó rất là giòn, rất là ngon luôn á. My Trà thì rất là thích cái trứng cá hồi á mọi người. Hay coi mấy bạn vlogger ăn á, mình cũng rất là thích ăn cái trứng cá hồi. Bây giờ thì có lẽ là thời lượng của chương trình của mình bây giờ cũng đã hết rồi. Nếu như mà chúng ta yêu thích những món sushi như thế này thì mọi người có thể ghé trực tiếp địa chỉ của mình là số 7 Đặng Nhật, phường Tân Định của Nhất. Đặng Tất, phường Tân Định của Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể thưởng thức được với lại những cái món ăn ngon như thế này và một không gian cực kỳ đặc biệt luôn. Và nếu như mà ai vào sâu mà chưa có thể chiêm ngưỡng được cái không gian ở đây thì mọi người có thể xem lại cái livestream này mọi người nhé. Và đừng quên thì chúng ta sẽ có một chiếc voucher. Chúng ta sẽ có voucher của Go To Live này mọi người. Khi mà các bạn xem livestream, các bạn like và share bài viết về tường thì các bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 10% cho hóa đơn, áp dụng từ ngày 8 tháng 10 đến ngày đó, hết ngày 8 tháng 11 đến hết tháng 11 luôn. Đó là gần như là 2 tháng. Đó rất là hay ho cho một chiếc voucher như thế này. Voucher gần 2 tháng của chúng ta để chúng ta có thể cùng với bạn bè, người thân của mình đến đây VinFast Village. Đó để có thể thưởng thức những món ăn rất là ngon và đặc biệt là tận hưởng cái không khí rất là ấm cúng và thoải mái thư giãn tại đây ha. Mọi người kêu là Trà sợ béo với bạn đất quá vậy. Thật ra là tiếng đã là tắt cái livestream này là ăn tới tấp đâu mọi người, tại vì nó quá ngon luôn mọi người. Còn bây giờ thì có lẽ là phải nó cảm ơn Nhi đã xuất hiện cùng với livestream cùng với Trịnh Hà và My Trà, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream trong suốt 30 phút vừa qua. Và nếu như một lần nữa các bạn yêu thích sushi như thế này thì các bạn đừng bỏ qua địa chỉ của mình là số 7 Đặng Tất, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, VinFast Village mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong livestream sau của Go To Live. Bye bye.